Hey, xin chào tất cả các bạn, chúng ta đến với thủ thuật là đổi ngày, tháng, năm của cái file mà chúng ta đã tạo hoặc là chúng ta dùng một cái file của ai đó hay là cái file nào đó để chúng ta muốn thay đổi cái ngày tạo ra nó các bạn nha. Thường á, một cái file các bạn tải về hay cái file mà các bạn dùng thường xuyên á, thì nó sẽ có cái ngày cố định và một cái ngày mới tạo, có hai ngày khác nhau các bạn nha. Mặc định á, Windows hệ thống á, là nó hiển thị cái ngày này đây, date modify đây ha, không biết mình đọc đúng không nữa. Kệ rồi, cái ngày này là cái ngày cố định các bạn nha, ngày này là cái ngày bất di bất dịch. Ngày này á, là cái file nó như thế nào thì các bạn tải về thì nó cũng như thế đấy, hoặc các bạn copy hay là sao chép hay làm đủ thứ các kiểu nó cũng vẫn y cái ngày như thế này luôn nha. Cái đây là cái ngày cố định các bạn nha. Còn cái ngày date free nè, date free free bên này nè, đấy, cái bên đây á, là cái ngày mà nó sẽ thay đổi, nhưng mà cái ngày này nó không có quan trọng, cái ngày này nó không thể thay đổi được cái ngày bên đây. Thành ra mình muốn thay đổi cái ngày bên này thì các bạn làm cái thủ thuật như mình ha. Rồi chúng ta tiến hành, bắt đầu chúng ta thay đổi cái ngày date modify nè. Rồi, trước thì mình cũng xin cảm ơn admin Phi. Trang trang đây các bạn nha, trang Logpost này nè, WinBE 10KTV thì admin Phi cũng gợi ý cho mình sáng tạo cái thủ thuật này để mà mình chia sẻ cho các anh em. Rồi cái gì các anh em có thể vào ủng hộ admin Phi những cái bản WinBE này kia ha, hoặc là donate hỗ trợ admin có thêm cái kinh phí đầu tư. Rồi bây giờ chúng ta vô vấn đề chính. Rồi, để làm được thủ thuật này á, thì các bạn dùng cái chương trình Joiner của bác Lê Minh Hoàng đã tạo ra cái phần mềm này năm 2008. Rồi mình sẽ tận dụng cái tính năng này để mình khai thác triệt để những cái mà chúng ta đang làm. Đấy, mình ví dụ hai file này, mình lấy cái file này á, là mình ghép ghép chung với cái file thứ hai mình ghép chung với file nhất. Cái thủ thuật này mình chia sẻ rồi các bạn nha, thành ra là mình không có chia sẻ kỹ hơn, mình sẽ giới thiệu sơ qua. Lúc trước mình chia sẻ cái thủ thuật là ghép file siêu việt đó, là nó đó các bạn nha, là chúng ta chỉ ứng dụng cái này thôi. Rồi bây giờ chúng ta dùng hai file, rồi chúng ta đặt cái file á, đặt cái tên file lại á, là thêm cái đuôi là .001. Cái file thứ hai chúng ta đặt y y như cái file thứ nhất là cái đuôi .002. Rồi chúng ta nối hai file này lại các bạn nha. Rồi để nối thành công hai file này á, thì tất nhiên á, là bạn nên nên đóng đóng gói lại thành file nén. Mình ví dụ cái này đi, mình lưu cái trang web này lại, mình đổi và thành cái là bản quyền, cái tên là bản quyền. Rồi cái đuôi định dạng .cmd, tại vì cái code hồi nãy là dành cho code cmd. Rồi bây giờ mình sẽ lưu lại thành cái file cmd. Khi các bạn click vô á, là nó sẽ mở tự động, nó mở cái trang web đó lên luôn, thành ra nó rất là tiện để chúng ta lưu. Đấy các bạn thấy không, nó mở đúng cái trang đó luôn ha. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ đóng gói cái file này lại nè, đóng gói lại thành cái file zip các bạn nha. Đấy, rồi các bạn nên đặt mật khẩu càng tốt. Đối với những cái file nào mà nghi ngờ là virus hoặc là virus luôn á, thì các bạn nên đóng gói và đặt mật khẩu để cho cái mấy cái host mà nó upload á, nó không có phát hiện ra, nó khó phát hiện ra và mình tải nó dễ hơn các bạn ha. Nên đặt mật khẩu các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này, đấy, lấy cái tên này, mình bỏ cái file này đi. Nói chung các bạn muốn ghép chung với file nào thì nó phải bắt buộc phải giống tên với cái file đầu tiên. Đấy, cái file đầu tiên mình muốn ghép là file file này. Và cái file này rồi bắt đầu chúng ta kéo thả cái file này vô các bạn nha. Đấy, kéo thả vô chúng ta bấm rồi thôi. Đấy, cái file này mới tạo ra đây nè. Đấy các bạn thấy không, nó chạy vẫn bình thường nha, nó hoạt động bình thường. Nó hoạt động được bình thường luôn, nhưng mà bên trong nó có cái file bản quyền của chúng ta. Đây, cái file bản quyền đây. Các bạn click vô nó có mật khẩu nè. Đấy, chúng ta nhập đúng mật khẩu thì chúng ta mở được ha. Đấy, các bạn thấy không? Đấy.
Thì tất nhiên là cái file này mới tạo ra là nó đã được thay đổi ngày rồi. Bây giờ mình sẽ lấy vào đây cho các bạn xem. Đấy. À, Vista nè. Đây mình có làm nháp một file này các bạn thấy không? File này mới tạo là nó đổi rồi nè. Đây, bây giờ mình sẽ copy copy vô ha. Bây giờ mình xóa, xóa đi. Cái này là file gốc nè, 2015 các bạn nha. Bây giờ mình xóa, mình đổi cái tên này đi. Một lát copy vô nó ra cái tên khác. Nó đè lên rồi đấy, rồi bây giờ mình chọn nè, đây các bạn thấy không, cái ngày mới nè, ngày 2021 nè, thấy không, 1 phút, một giờ là 7 phút, đây 1 giờ 8 phút, nó mới qua 1 phút rồi nè, đấy các bạn thấy không, hai cái bên ngày này nó đều giống nhau hết nè. Đấy, vậy vậy thì các bạn có thể làm tương tự thôi, tương tự những cái file khác thôi. Hồi trưa giờ ngủ, chưa giờ chưa ăn nên hình không có năng lượng các bạn nha, thông cảm nha, mới thức nên nói nó không được hay. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta ghép cái file khác, mình ví dụ cái file này đi. Đây cái file này anh Hoàng Thiển làm rất là hay, rất là thông minh luôn. Đấy, đây rồi chúng ta ghép cái file này ha, ghép file này chung với cái file bản quyền hồi nãy thì tất nhiên là chúng ta cũng phải đóng gói thôi. Các bạn có thể đóng gói bằng WinRAR hay là đóng gói bằng cái gì cũng được, định dạng RAR cũng được luôn các bạn nha, không cần mật khẩu vẫn được nha, nhưng mà mình khuyến cáo có mật khẩu là để dành để làm cái bản quyền riêng của các bạn, và có mật khẩu thì các bạn giữ được cái bản quyền nó ok hơn ha. Rồi đấy các bạn đổi và các bạn thêm cái đuôi số 2 thôi, đổi số 1 thành số 2 thôi. Đấy rồi chúng ta kéo thả vô cái file số 1 đó, kéo số 1 thả vô đây nè, kéo file số 1 nè thả vô đây nè. Đấy rồi chúng ta bấm rồi thôi, rồi là nó sẽ tạo ra cái file, nó tạo tạo ra cái file ở đây, đây đấy, bấm rồi đấy, ở đây nè, đấy các bạn thấy không. Rồi chúng ta mở thử nha, đấy đó các bạn thấy không, bản quyền nè, đó click vô là chạy nè. Đây và cái file này muốn coi trực tiếp ở đây cũng vẫn được, chúng ta property coi cái chỗ detail này ha. Rồi nó có ngày đây, đây ngày đây các bạn nha, ngày mặc định đây, modify nè, đấy nó đổi ngày mới rồi các bạn ha. Thì tương tự các bạn làm những cái file khác cũng vậy nha, nhưng mà mình khuyến khích đó, đối với cái file FE thì các bạn test qua một cái coi coi file SE nó là dạng nào, tại vì mình đã nói rõ rất là rõ video trước rồi nha. Cái file SE không phải file nào nó cũng chạy được các bạn nha. Không phải file nào nó cũng đóng gói gì được đâu. Rồi, các bạn nhìn đây các bạn thấy nè. À đó. Những cái thành phần file á, những cái thành phần file mà trong này nó có những cái file tương tự như thế này thì các bạn đóng gói thì nó mới được như thế này nha. Đây, đóng gói thì nó mới được như thế này. Đấy, nó đóng gói thì nó mới được như thế này. Còn nếu mà nó là cái kiểu khác đó, là nó không có đóng gói được. Mình ví dụ cái này nè. Đây. Đó, ví dụ cái này là cái file nén, nó đã nén rồi các bạn nha. Đây, bên trong nó đã thấy những cái file khác nè, coi như là nó đã đóng gói thành những cái file nén bên trong rồi, thành ra các bạn làm giống cách này là sẽ không thấy được, sẽ không thấy được như vậy. Đấy, bạn làm sẽ không thấy được như vậy nha. Trừ khi những cái file mà nó có thiết kế như thế này thì các bạn mới mới máy được thôi. Đấy mình ví dụ vậy ha. Đây các bạn nên dùng 7 zip hoặc là WinRAR, dùng hai cái một lượt thì mới dùng cái tính năng này nó chuẩn, tại vì có những cái file SE nó bắt buộc các bạn á, phải mở bằng 7 zip mới thấy, còn cái có những cái file SE các bạn mở bằng WinRAR mới thấy nha, chứ không phải là lúc nào cũng mở bằng 7 zip mới thấy các bạn nha. Như file này là chúng ta không có đóng được nè, đóng thì chúng ta không có thấy được cái file chúng ta chèn vào. Nhưng mà chú quan trọng á, là cái cốt lõi là chúng ta đóng gói để cho nó thay đổi cái ngày thôi, thành ra mấy cái đó không có quan trọng gì hết các bạn ha. Thành ra các bạn cứ ghép file lại đi, ghép đại vô là ok, không nhất thiết là nó là cái file nào hay là thấy được bên trong hay không, cái đó là cái vấn đề phụ. Vấn đề chính ở đây là chúng ta làm sao để thay đổi được cái file cho cái ngày nó thay đổi thôi. Vậy là thay đổi được ngày là ok rồi các bạn ha. Rồi còn nội dung như thế nào thì các bạn tùy biến nha. Đây những cái file DNN cũng vậy các bạn nha, mình ví dụ những cái file DNN đi, và mình lấy cái file này đã có rồi nè. Đấy mình lấy ví dụ đi,
Đấy, cái file này đã có rồi nè, mình đóng dấu thêm lần nữa nè. Đấy, mình nén thêm lần nữa, mình nén thêm lần nữa, mình cho nó vô một cái file khác luôn vẫn được các bạn ha, chứ không phải là không được nha. Đấy, đây mình lấy cái file này đóng gói vô cái file DNN nè. Thường mấy cái file DNN này á, nó cũng là những cái file mà chúng ta khó 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 thay đổi, khó thay đổi được cái ngày. Thành ra là các bạn khi mà chỉnh sửa WinPE này kia á, là chúng ta cũng hơi hơi bị vướng cái phần này. Chúng ta làm được cách này là chúng ta rất là tiện lợi ha. Chúng ta có thể giống như là tạo một cái WinPE, hầu như là tất cả các file nó mới hoàn toàn theo ý chúng ta luôn. Rồi đấy, đấy các bạn thấy không, nó tạo ra một cái file mới nè. À, rồi chúng ta coi cái file này coi ngày nào nha. À, detail đấy, cái này là đây modify đây 19 tháng 3 2017 5:38. Rồi, tất nhiên cái file này mới tạo thì nó sẽ thay đổi là cái ngày mới hôm nay luôn rồi các bạn nha. Đây modify đây, đây ngày 12 tháng 3 năm 2021 đó các bạn thấy không nè, 1:13 nè, đấy 1:13 phút nè, 1:13 phút nè. Đấy, vậy là chúng ta có thể đổi được những cái file như ý muốn của chúng ta đó. Thì mình nói với các bạn rồi, như thủ thuật trước là ghép file siêu việt, cái thủ thuật ghép file siêu việt đó là mình đã nói chia sẻ vấn đề này rất là nhiều rồi ha, mình không nói lại nha. Rồi ok, vậy là các bạn có thể ghép cái file bất kỳ, hoặc là số lượng file, hoặc cái dung lượng file như thế nào, lớn như thế nào, tùy cái file các bạn ghép vô thôi. Quan trọng là cái file các bạn ghép như thế nào đó. Các bạn muốn file dung lượng nhỏ nhẹ thì các bạn có thể tạo giống như mình ha, cái file CMD mà có chạy được cái trang web, thì với cái code là star khoảng cách, cái tên địa chỉ web chi tiết http 2.xx đó, chính xác luôn các bạn ha, thì nó sẽ chạy thôi đó. Thì cái đường dẫn này nó rất là nhẹ, nó chỉ có 38 byte thôi các bạn nha. Còn nếu mà các bạn lưu hành cái file này, lưu hành cái dụ cái file HTML này, đấy cái file HTML như thế này nè, thì nó sẽ nặng hơn, nó tới ba mươi mấy ký lận ha các bạn thấy không, nó hơi nặng, thành ra nó sẽ làm tăng cái size của cái file gốc của các bạn lên, thành ra là người ta dễ phát hiện hơn đó. Cái này là mục đích là mình làm chia sẻ với các bạn đó, là chúng ta giống như là làm bản quyền riêng, nhưng mà làm cho khó người nào phát hiện ra được cái bản quyền mình ẩn bên trong là bản quyền gì đấy các bạn ha. Rồi thủ thuật đến đây thôi các bạn nha. Tất nhiên là từ cái thủ thuật này các bạn có thể tùy biến thêm nhiều cái hay nữa. Mình ví dụ đi, ví dụ cái file explore này này, rồi explore đấy các bạn thấy không, explore này nó cũng 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 ấy được nè. Nhưng mà khi các bạn tạo ra rồi ha, các bạn tạo ra rồi, các bạn đóng gói vô cái WinPE á, thì nó chạy hay không á, là do cái file explore đó nó hỗ trợ như thế nào, cũng như cái WinPE đó nó chạy như thế nào nữa nha, chứ không phải là đóng gói cái file ra nào thì nó cũng sẽ chạy 100% ok các bạn nha. Khoảng trên 90% là ok thôi. Còn cái file á, do cái thuộc tính của nó giống như cái WinPE nó khởi động á, là cái explore này nè, nó chạy đầu tiên và nó chạy cùng luôn cái toàn bộ cái hệ điều hành WinPE của chúng ta. Mình ví dụ đi, mình tắt cái file đó nè, các bạn sẽ thấy nè. Đây, explore nè. Đấy, explore mình cho các bạn coi nè. Đấy, đóng cái bảng lên đi. Nè, open file nè. Đấy, các bạn thấy không? Nó ra đúng cái đường dẫn OS Windows là cái file explorer.se nè. Bây giờ mình đóng, mình tắt nó nè. End tab nè, đó các bạn thấy không? À, đó, không thấy gì hết. Tại sao? Đó, không thấy gì rồi làm ăn gì giờ? Đấy, cái này mình đã chia sẻ rồi các bạn nha. Thì chúng ta mở Task Manager lại thôi. Mở Task Manager để chúng ta ấy, chúng ta chạy cái file explore đó lại, hoặc chúng ta mượn cái phần mềm bất kỳ. Các bạn có thể mượn phần mềm bất kỳ, cũng may là mình có cái phần mềm rồi này mở sẵn, chứ không thôi là húp vô rồi à. Rồi bây giờ chúng ta mở cái explore đó lại trong cái OS thôi. Chúng ta cho nó đọc on file. Chết tôi rồi. Rồi mai mai là cái phần mà chia file nó có cái tính năng này các bạn nha, đọc on file thì chúng ta mới mở file được. Hồi nãy ở bên cái phần nói file nó không có, thì mình mở on file lên rồi thì các bạn vô cái mục Windows này, vô cái mục Windows mở cho nó chạy cái Explore này lại thì nó hiện ra ha. Đấy, nó hiện ra thì chúng ta mới dùng bình thường được, các bạn thấy không?
Thì cái explore đó, đó khi mà chúng nếu mà trường hợp các bạn mà chèn file muốn làm bản quyền cái file explore đó thì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ có khả năng là nó sẽ bị giống như như mình ví dụ rồi đó ha. Còn được hay không thì các bạn nghiên cứu thêm nha, có nhiều cách để chúng ta làm, và có những cái file trong hệ thống cái phần Windows System 32 á là nó cũng có nhiều cái file mà để chúng ta nghiên cứu lắm, thành ra là các bạn nghiên cứu thêm như thế nào. Và nhất là mấy cái file SE nè, thường á các file ví dụ CMD nè, Task Manager ha. Rồi nói chung là nhiều lắm nha, mình không tiện nói thêm, có nhiều cái hay các bạn nên nghiên cứu. Và đây là những cái file cũng rất là hay nè, đây 1 2 đây 3, 3 file này. Đó, thủ thuật sau mình sẽ đề cập với 3 file này. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.